m'appelle Guillaume, j'ai 24 ans. Ça fait un an que je parraine un enfant dans la région d'Ho Chi Minh, dans le centre de Touduc. Il y a 464 enfants qui sont parrainés par Enfants d'Asie dans la région. C'est seulement en me rendant dans la famille que je me suis rendu compte de l'importance de mon engagement. Donc c'est juste 27 euros par mois, mais ça permet de faire fonctionner le centre, mais aussi d'aider la famille à payer l'éducation de l'enfant. Nhà tình thương Xuân Phương Thủ Đức của chúng tôi đón tiếp 56 em học sinh tiểu học. Đây là một cái trung tâm đón tiếp các em bán trú miễn phí từ 6 giờ sáng cho đến chiều. Và suốt 6 ngày trong tuần, cho đến từ thứ hai cho đến thứ bảy, để các em được đi đến trường gần đây. Đây là nơi chúng tôi đón tiếp bán trú các em học sinh từ 6 giờ sáng cho đến buổi chiều. Cái trung tâm này được sinh hoạt là nhờ vào cái sự giúp đỡ của công tác cuối cùng của chúng tôi. Đây là trung tâm, chúng tôi có cơ hội phát các cái học bổng cho học sinh nghèo từ mẫu giáo cho đến đại học tháng một lần để các em có cơ hội tốt đến trường. Nhờ vào hội An Phong Đa Di, con của tôi được đỡ đầu để nuôi sống hàng ngày và được sự giúp đỡ từ khi mới sinh cho đến khi học xong đại học. Cảm ơn hội An Phong Đa Di với sự may mắn lớn lao này.